quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 7. Nhân dịp đầu xuân năm mới, thay mặt những người làm chương trình, kính chúc tất cả quý vị và các đồng chí cùng gia đình dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Kính thưa quý vị và các đồng chí, một mùa xuân mới đã về trong niềm lạc quan và hy vọng, tạo ra nhiều sức bật mới để gặt hái nhiều thắng lợi hơn so với năm cũ. Trước thềm xuân Nhâm Dần 2022, cùng nhìn lại kết quả của năm qua, lực lượng vũ trang quân khu 7 đã phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, vượt mọi khó khăn, luôn mài sắc ý chí, quyết tâm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép, làm cho hình ảnh phẩm chất cao quý bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng giữa thời bình. Kể từ khi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát mạnh, cuộc sống của người dân ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trên địa bàn quân khu 7 bị xáo trộn. Số lượng ca nhiễm trên địa bàn quân khu luôn ở mức cao nhất so với cả nước. Từng giờ, từng phút chồng chất khó khăn, cướp đi sinh mạng của nhiều người. Và lực lượng vũ trang quân khu 7 cùng với các lực lượng khác đã bước vào một cuộc chiến mới. Cuộc chiến đầy cam go, ác liệt, thực hiện mệnh lệnh trái tim người chiến sĩ, chống dịch cứu dân. Chúng tôi chỉ nhận nhiệm vụ được giao là có 12 tiếng đồng hồ và nhanh chóng triển khai hơn 7.000 quân của quân khu là đến các địa phương trên địa bàn của quân khu như thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận Bình Dương, Long An, Đồng Nai và Rịa Vũng Tàu là hết sức là nhanh chóng, hết sức khoa học và hết sức là kịp thời. Đó là chúng ta có sự chủ động từ trước nên trong cái đợt dịch phòng chống thứ tư này chúng ta không bị động. Những ngày cao điểm phòng chống dịch, từ các con hẻm sâu, những khu nhà trọ chật chội ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, đâu đâu người ta cũng bắt gặp hình ảnh xúc động về bộ đội Cụ Hồ. Họ dầm mình trong mưa bão, làm việc bất kể thời gian, chỉ để mang đến sớm nhất, kịp thời nhất những phần quà thật ấm áp cho nhân dân. Tại các chốt phòng chống dịch trên tuyến biên giới, bất kể ngày cũng như đêm, mưa hay nắng, sấm sét, dông lốc, lực lượng vũ trang quân khu cùng các lực lượng khác vẫn đêm ngày bám chốt để tuần tra kiểm soát, tạo vành đai an toàn trong chống dịch. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chốt phòng chống dịch cũng như ở chốt biên giới thì chúng tôi gặp số khó khăn về nước sinh hoạt, về thời tiết khắc nghiệt. Như địa bàn cũng rộng cho nên chỉ chia nhỏ lực lượng, nhưng anh em chúng tôi cũng động viên nhau để vượt qua những khó khăn đó để thực hiện tốt nhiệm vụ mà được cấp trên giao phó, để phòng chống dịch bệnh và cũng như bảo đảm được an ninh đường biên cột mốc. Những giọt mồ hôi, công sức và cả nước mắt, sự hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ cho cuộc sống vùng tâm dịch đang dần trở lại bình thường mới. Những buổi chia tay ấm tình quân dân đã diễn ra với biết bao cảm xúc nghẹn ngào. Hình ảnh người chiến sĩ sẽ mãi được khắc ghi trong tâm khảm của nhân dân. Thời gian qua thì nó thấy việc làm của mấy con rất là tội, rất là thương, dầm mưa giải nắng, không có quản ngại gì hết á. Đêm hôm khuya quá cũng thấy còn đứng đó nữa, thấy thương quá à, nhưng mà giờ cũng không biết làm sao. Các con cũng hy sinh rất là nhiều, các má cũng không biết nói làm sao. Cầu chúc cho các con nhiều sức khỏe, cùng gia đình cũng vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào. Rồi công tác của mình thì mình cũng cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên giao. Chúng ta đã từng chứng kiến là quân đội ta đánh giặc. Chúng ta chứng kiến quân đội ta chống bão, cứu dân. Bây giờ một lần nữa chúng ta chứng kiến quân đội ta chống dịch, cứu dân. Lịch sử sẽ ghi bổ sung cái trang vàng chói lọi này. Bộ đội Cụ Hồ là thế đấy. Trong chiến đấu hay giữa thời bình, các anh vẫn mãi tự hào là những người được sinh ra từ nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, là điểm tựa niềm tin cho nhân dân trong mọi tình huống. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động khắc phục khó khăn, điều chỉnh nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện, triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều nội dung, biện pháp vừa nâng cao huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Các cơ quan đơn vị đã hoàn thành toàn diện nội dung chương trình huấn luyện cho các đối tượng. Kết quả kiểm tra hạ sĩ quan, chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật 100% nội dung đạt khá trở lên. Huấn luyện phân đội 100% đạt yêu cầu. Có 80-85% khá giỏi. Huấn luyện chiến sĩ mới 100% đạt nội dung khá giỏi. Các cơ quan đơn vị tổ chức hội thi, hội thao cấp cơ sở và tham gia cấp Bộ Quốc phòng đạt kết quả cao. Duy trì nghiêm nề nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, điều chỉnh bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến các cấp,
kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch COVID-19, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ an toàn các cao điểm, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Năm 2021, các đề án, chủ trương, mô hình mới về quân sự quốc phòng có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc do Bộ Tư lệnh Quân khu triển khai, tiếp tục phát triển, bổ sung và thực hiện đạt kết quả cao, góp phần giúp đỡ, gắn kết bền chặt với nhân dân. Nổi bật là đầu tư trên 177 tỷ đồng từ ngân sách các tỉnh biên giới và ngân sách các địa phương phía sau hỗ trợ xây dựng hoàn thiện 65 chốt dân quân biên giới, xây dựng hàng trăm căn nhà tại các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, thực hiện tốt chủ trương gắn kết thân thiện, giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số, tôn giáo, xây dựng 290 căn nhà tình nghĩa quân dân, 32 công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao trong các cơ sở tôn giáo. Sư cũng cảm ơn các chú thì cho quản lý tới đây cho chùa rồi thì sư cũng cảm động, thấy vui. Dạ, không sư cũng có gì nói nữa. Xin cảm ơn chú. Chiều thì cho Phật tử cô bác lại thể thao thì cho sức khỏe nhiều. Bên quân khu là tặng cái công trình này cho bên thanh đường Hồi giáo trên Trung Bê này, rất là anh em vui mừng, rất là phấn khởi. Coi như là xin cảm ơn bên đảng của nhà nước là bên quân khu tạo điều kiện cho con em mình coi như là với người lớn một cái sân chơi như thế này. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị luôn đổi mới, sáng tạo, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả cao, góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang quân khu. Một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc nổi bật là thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong phòng chống dịch COVID-19, triển khai nhiều chủ trương, mô hình hiệu quả, cách làm hay giúp nhân dân vượt qua khó khăn do đại dịch. Hoạt động công tác quần chúng có nhiều đổi mới sáng tạo, đặc biệt đã phối hợp tổ chức chương trình Xuân Chiến Sĩ mang những món quà xuân đến giúp bộ đội và nhân dân ở huyện biên giới Tân Châu, tỉnh Tây Ninh nhân dịp đón xuân Nhâm Dần, được cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao, mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chương trình Xuân Chiến Sĩ năm 2022 diễn ra trong điều kiện đại dịch COVID-19 vô cùng phức tạp, nhưng với quyết tâm đảm bảo cho bộ đội và nhân dân có một mùa xuân vui tươi và đầm ấm. Chương trình Xuân Chiến Sĩ với chủ đề Xuân Chia Sẻ, Tết Yêu Thương diễn ra theo đúng kế hoạch và hoàn thành tốt mục đích yêu cầu mang ý nghĩa chính trị sâu sắc. Lực lượng vũ trang quân khu 7 xin hứa, trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tiếp tục phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, lập thêm nhiều thành tích và chiến công mới để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhà nước và nhân dân. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, toàn thể đồng chí và đồng bào có một mùa xuân mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Công tác hậu cần kỹ thuật bảo đảm đầy đủ kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của lực lượng vũ trang quân khu, đặc biệt là nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, huy động hàng trăm tỷ đồng và nhiều vật chất phương tiện của đơn vị địa phương tuyến sau ủng hộ tuyến trước, ngoài vùng dịch và những vùng ít dịch giúp đỡ vùng có dịch nhiều. Đảng ủy quân khu lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, hỗ trợ kinh phí xây dựng doanh trại và kinh phí vật tư y tế, lương thực phòng chống dịch COVID-19 cho cộng đồng người Việt và các đơn vị quân đội Hoàng gia Campuchia trị giá hơn 30 tỷ đồng, góp phần ổn định tình hình tuyến biên giới. Những kết quả đạt được trong năm 2021 sẽ là tiền đề động lực quan trọng để lực lượng vũ trang quân khu tiếp tục phát huy, tô thắm trang sử hào hùng, trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng, vượt mọi gian khổ, lập nhiều thành tích mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên mảnh đất miền Đông Giang Lao mà anh Dũng.
Kính thưa quý vị và các đồng chí, nằm lọt thỏm giữa rừng xanh, cách nước bạn Campuchia từ 1 đến 2 km, các chốt dân quân biên giới ở huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đón mùa xuân Nhâm Dần với đầy đủ hương vị ngày xuân, từ các loại hoa, cây cảnh, bánh kẹo, quà Tết. Sự quan tâm động viên từ các cấp, các ngành đã góp phần mang mùa xuân đến sớm nơi các chốt biên cương, giúp các chiến sĩ sao vuông có thêm sức mạnh, niềm tin, vững vàng ý chí cùng các lực lượng khác giữ vững đường biên, mốc giới cho một mùa xuân yên vui đến với mọi người, mọi nhà. Đã có thâm niên 8 năm tham gia lực lượng dân quân thường trực xã, từ chiến sĩ cho đến hôm nay giữ chức vụ chốt trưởng, xuân Nhâm Dần 2022 rất đặc biệt với anh Nguyễn Văn Quỳnh và các đồng đội. Trụ sở mới khang trang của chốt dân quân Cây Cày, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu vừa được khánh thành đưa vào sử dụng cuối năm 2021 thay cho căn nhà tạm trước đây. Dẫu vẫn còn khó khăn thiếu thốn, nhưng các chiến sĩ sao vuông ở đây đã chủ động trồng các loại hoa, tăng gia sản xuất, làm đẹp cảnh quan đơn vị và bảo đảm nguồn rau xanh phục vụ bữa ăn hàng ngày. Mùa mưa thì ngập lụt, còn mùa nắng thì khô và thiếu nước. Cũng nói chung là anh em đây cũng rất là tích cực để tăng gia sản xuất, để tạo nguồn thu nhập thực phẩm để cho anh em dùng qua ngày. Nằm cách chốt dân quân Cây Cày hơn 40 km, chốt dân quân Mít Mọi, xã Tân Đông, huyện Tân Châu hôm nay đã mang dáng dấp của vùng nông thôn mới. Bên cạnh chốt là điểm dân cư liền kề với các hộ gia đình đã cư lạc nghiệp. Chốt dân quân Bích Mọi cũng là chốt được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh chọn làm điểm nên được đầu tư khá lớn, từ vườn cây ăn trái, rau xanh đủ loại, mùa nào thức nấy, chăn nuôi heo lai rừng và đàn gà vịt hàng trăm con. Đặc biệt, các chiến sĩ sao vuông ở đây còn mạnh dạn đầu tư thả nuôi trên 4.000 con ma ba thương phẩm. Sau Tết Nhâm Dần sẽ tiến hành xuất bán. Một mùa xuân ấm cúng, nhiều hy vọng đã tràn về trên điểm chốt dân quân Mít Mọi. Giống như các lực lượng khác, các chiến sĩ dân quân ở các điểm chốt phải làm nhiệm vụ trực gác 100% quân số, nhất là kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Có người 5 đến 6 tháng chưa về nhà. Các anh thường xuyên phối hợp với các lực lượng quân sự, biên phòng, công an, bất kể ngày cũng như đêm, mưa hay nắng, sấm sét, dông lốc, tổ chức bám chốt để tuần tra kiểm soát, tạo vành đai an toàn trong chống dịch. Những bữa cơm đơn sơ đạm bạc, những giấc ngủ chập chờn trong đêm giá lạnh của rừng sâu vẫn không làm nao núng tinh thần người chiến sĩ nơi phên dầu xanh của Tổ quốc. Năm đầu tiên tôi chống dịch trên tuyến biên giới, tôi cảm thấy đón một cái Tết trên biên giới rất là tuyệt vời. Phải xa gia đình, nhưng mà vì nhiệm vụ tôi phải cố gắng để cho bà con có một cái Tết tốt đẹp và an lành. Anh em làm nhiệm vụ trên biên giới này là sẵn sàng ngày đêm canh giữ biên giới, không để lọt đối tượng xâm nhập vô trái phép vô biên giới, và vui xuân không quên nhiệm vụ, nhắn nhủ bà con trong nội địa là yên tâm, có chúng tôi ở trên biên giới canh giữ bình yên cho cuộc sống của bà con. Mùa xuân mới đã về trên biên cương Tổ quốc với những cán bộ chiến sĩ đang kiên cường bám chốt, dù không về quê đón Tết, không thể chia sẻ những phút giây đoàn tụ đầm ấm cùng gia đình, người thân. Song trong trái tim của những người chiến sĩ trên các điểm chốt, đó là cuộc sống bình yên của nhân dân, là sức mạnh niềm tin cho những tấm chắn thép thêm vững vàng, gác lại tình riêng, tô thắm thêm phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Nhân dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022, Thừa ủy quyền Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cùng đoàn công tác đến chúc Tết Cục Công tác phía Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Tin tức VTV24, Báo Nhân dân, Nhà xuất bản và Báo Cựu Chiến binh Việt Nam. Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan thông tấn báo chí đối với lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong suốt thời gian qua. Đặc biệt trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên các cơ quan không ngại khó khăn, gian khổ, luôn đồng hành, phối hợp cùng lực lượng vũ trang quân khu
tuyên truyền, phản ánh sâu rộng hình ảnh, việc làm của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 7 trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó lan tỏa sâu đậm trong lòng nhân dân. Thời gian tới, quân khu 7 mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đồng hành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phản ánh sâu sắc hơn nữa mọi hoạt động của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 7 trên địa bàn trống quân, nhất là các mô hình sáng kiến hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19. Bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng tổ chức giao lưu trực tuyến, chúc Tết và gặp mặt thân nhân gia đình cán bộ nhân viên đang công tác tại Bệnh xá đảo Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022. Thời gian qua, Bệnh xá đảo Trường Sa không ngừng nâng cao chất lượng thu dung điều trị, khám chữa bệnh cho hàng ngàn lượt bộ đội, người dân, ngư dân, trở thành điểm tựa cho cán bộ chiến sĩ và ngư dân nơi huyện đảo. Đặc biệt, thông qua sự chỉ đạo của Bệnh viện Quân y 175, Bệnh xá đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, Binh đoàn 18, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân, cấp cứu vận chuyển nhiều ca bệnh nặng bằng đường không về đất liền điều trị. Đồng thời tham mưu cho các cấp tại huyện đảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dịp này, Bệnh viện Quân y 175 đã thăm hỏi, trao quà Tết tặng các gia đình của cán bộ nhân viên đang công tác trên bệnh xá đảo Trường Sa. Đây là hoạt động truyền thống của bệnh viện mỗi dịp Tết đến xuôi về, thể hiện sự quan tâm của đất liền đối với cán bộ nhân viên đang công tác trên đảo. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Nhâm Dần 2022, Sư đoàn 5 tổ chức bàn giao 10 công trình thể dục thể thao ngoài trời trong các cơ sở tôn giáo, nhà văn hóa của nhân dân hai tỉnh Tây Ninh và Bình Dương. Công trình thể dục thể thao gồm 10 thiết bị, tập quay tay, tập chân, tập cơ bụng, tập tay vai, xà kép hai bậc, đẩy tạ, co tay xà đơn, đấm thăng bằng, chạy trên không, xoay cơ bụng. Mỗi công trình trị giá 65 triệu đồng do cán bộ chiến sĩ sư đoàn tự gia công. Công trình thể dục thể thao được khánh thành và đưa vào sử dụng có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng hưởng thụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, qua đó tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ cùng cán bộ chiến sĩ hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa sâu sắc của việc tặng công trình thể dục thể thao ngoài trời trong các cơ sở tôn giáo, nhà văn hóa cộng đồng. Trên cơ sở đó, tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa sư đoàn với cấp ủy chính quyền nhân dân và tín đồ tôn giáo trên địa bàn đơn vị đóng quân. Cách xa đất liền hàng trăm hải lý, nhưng không khí đón xuân mới trên các nhà giàn DK1 vẫn vui tươi, đầm ấm với hoa đào, hoa mai, bánh mứt. Được những chuyến tàu đặc biệt của vùng 2 hải quân vượt qua sóng gió đem tình cảm của quân dân cả nước đến với bộ đội nhà giàn. Sau 2 ngày đêm vượt sóng to, gió lớn, tàu Trường Sa 19 thả neo tại Cụm Phúc Nguyên. Chiến sĩ Trần Anh Tuấn cùng đồng đội nhanh chóng chuyển những phần quà Tết lên nhà giàn DK115. Những vật phẩm rất bình dị, mộc mạc, nhưng là cả tấm lòng của hậu phương từ đất liền, giúp những chiến sĩ trẻ như Tuấn vơi đi nỗi nhớ nhà, thêm ấm lòng giữa trùng khơi trong những ngày Tết đến xuân về. Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết ở nhà giàn DK1, xa gia đình, xa người thân, nhưng được sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, của các chú, các anh, của đồng chí đồng đội, nên tôi rất yên tâm phấn khởi đón Tết. Những món quà từ đất liền mang hương vị mùa xuân, những cây quất, cây mai, cây đào giúp cho tiếp thêm một động lực lớn, giúp chúng tôi vững chắc tay súng bảo vệ vùng biển chủ quyền của Tổ quốc. So với các nhà giàn khác, hành trình đến với nhà giàn DK110 ít sóng gió hơn, nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Nhớ về gia đình, người thân, cán bộ chiến sĩ nơi đây càng thêm vững tâm, thực hiện tốt nhiệm vụ để mùa xuân thêm yên vui, ý nghĩa. Mẹ rồi cha mẹ nhà khỏe không? Khỏe rồi. Mẹ khỏe hả? Mấy anh em cũng khỏe hết hả? Con cũng khỏe. Tết chuẩn bị rồi. Chưa rồi, chuẩn bị rồi phải không? Rồi, rồi năm thì cũng thịt kho này kia. Tết rồi thôi, cha mẹ cũng giữ sức khỏe nha, con ngoài này cũng khỏe. Giữ sức khỏe nha. Mấy anh em khỏe hết nha. Dạ thì thôi nó đó. Dạ con biết rồi. Giữa trùng khơi vẫn xanh ngời, giữa biển trời vẫn sóng yêu đời, lính nhà giàn là thế đó. Bánh trầu hoa luôn sóc ca, vẫn vượt lên nỗi nhớ quê nhà, có mẹ già và
khơi vẫn xanh ơi, giữa biển trời vẫn sóng yêu đời, lính nhà giàn là thế đó. Khi mà đón Tết ở trên nhà giàn thì là cái sự nhớ nhà, nhớ người thân thì nó không thể tránh khỏi. Nhưng mà cán bộ chiến sĩ nhà giàn chúng tôi thì luôn yên tâm công tác, quán triệt cái bản thân là quyết giữ gìn vững chủ quyền biển đảo. Thì vào những dịp Tết thì trên cương vị là chính trị viên, bản thân tôi luôn sâu sát, tìm hiểu, động viên những cái đồng chí là trên nhà giàn, đặc biệt là những đồng chí mà mới lần đầu tiên công tác trên nhà giàn. Trong khi ở đất liền, nhà nhà, người người quay quần bên nhau chuẩn bị đón năm mới, thì ở nơi xa nhất của Tổ quốc, những người lính nhà giàn DK1 thường xuyên nêu cao cảnh giác, duy trì các ca kiếp trực 24/24 giờ, tăng cường quan sát trên không, mặt biển, không để sót lọt mục tiêu. Và niềm vui của các anh chỉ vỏn vẹn khi nhân dân cả nước đón Tết yên bình. Đối với các nhà giàn và tàu thuyền trên biển thì có kế hoạch sẵn sàng chiến đấu của vùng đã triển khai cho các tàu trực và các nhà giàn hoạt động trên biển. Đấy thì trong quá trình hoạt động thì sẽ tăng cường, trong những ngày lễ Tết thì sẽ tăng cường các kiếp trực. Nó không như bình thường nữa, chúng ta tăng cường lên gấp đôi, không để bị động bất ngờ trên biển, sẵn sàng xử trí các tình huống. Ở giữa ngàn khơi thềm lục địa phía nam của Tổ quốc, những người lính hải quân đang đón một mùa xuân mới tràn ngập niềm tin. Dẫu nơi ấy còn nhiều nhọc nhằn, nhưng các anh luôn ý thức rằng đó là sứ mệnh thiêng liêng của người lính biển. Kính thưa quý vị và các đồng chí, với mong muốn mang mùa xuân ấm áp đến với bà con nhân dân trên địa bàn biên giới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức Tết quân dân trên địa bàn huyện Mộc Hóa. Nhiều hoạt động ý nghĩa như xây dựng nhà mới, giúp đỡ học sinh nghèo, góp phần cho một cái Tết đoàn viên, thắm tình quân dân nơi những vùng còn nhiều gian khó. Do tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, các hoạt động được tổ chức đảm bảo tốt yêu cầu phòng chống dịch, phù hợp với điều kiện địa phương và nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết. Sự đồng hành ấy góp phần giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo nơi huyện biên giới Mộc Hóa có một cái Tết vui tươi, hạnh phúc. Đến xuân về, Tết quân dân đã trở thành nét đẹp văn hóa mang tính nhân dân sâu sắc của lực lượng vũ trang tỉnh nhà, thể hiện sự tri ân đối với các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, giúp đỡ hộ nghèo, các em học sinh nghèo hiếu học đón một cái Tết đầy đủ, đầm ấm hơn. Đồng thời, Tết quân dân là một mô hình dân vận khéo với nội dung là đưa lực lượng vũ trang và các ban ngành đoàn thể, chính trị xã hội các cấp về cùng vui Tết với nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng căn cứ cách mạng, góp phần cùng với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân trong thời kỳ mới. Chương trình đã mang yêu thương gói ghém trong những phần quà Tết đến với hơn 400 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và người dân nghèo trên địa bàn. 22 hộ dân trên điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới Bình Thạnh và Bình Hòa Tây xuân này càng vui hơn, an cư trong ngôi nhà mới vừa được Đảng, Nhà nước, quân đội chăm lo. Mùa xuân này thật đặc biệt, là sự khởi đầu cho một cuộc sống mới, trở thành những lá chắn vững chắc nơi biên cương. Nhận được căn nhà của quân dân là tôi rất vui mừng và phấn khởi. Tôi không nghĩ là được căn nhà là từ nào giờ là sống và lam lụ là gia đình nghèo. Nhưng mà hôm nay được quân dân cấp cho được căn nhà thì tôi rất vui mừng và không có gì hơn để mừng, rất là mừng. Bằng sự chia sẻ, cảm thông, chương trình Tết quân dân đã dành tặng những phần quà yêu thương cho các em học sinh nghèo, hiếu học nơi vùng biên giới, hỗ trợ nhận đỡ đầu hơn 500 học sinh nghèo được đến lớp suốt 10 năm qua. Hôm nay con rất là vui khi được các chú bộ đội tặng quà. Hoàn cảnh gia đình con rất khó khăn nên con hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt. Bằng sản phẩm tự biên, tự diễn, cán bộ chiến sĩ và các bạn đoàn viên thanh niên đã mang đến với bà con nơi đây những tiết mục văn nghệ vui tươi, hào hùng, ca ngợi truyền thống quê hương, đất nước, truyền thống quân đội và khẳng định chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam.
tổ chức các trò chơi dân gian sôi động, hấp dẫn, tạo sự gắn kết giữa các thành viên. Hội thi gói bánh tét diễn ra sôi nổi, ấm tình quân dân, thanh niên, phụ nữ, bà con địa phương và cán bộ chiến sĩ bộ đội, dân quân chia thành từng đội tham gia gói bánh. Mọi người quây quần bên nhau, gói những đòn bánh xanh mướt bên bếp lửa bập bùng, canh nồi bánh tét, mang hương vị quê nhà ngày Tết. Được sự phối hợp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Mặt trận các đoàn thể và Ủy ban dân huyện Mộc Hóa tổ chức cái lễ Tết quân dân năm 2022. Phải nói rằng là qua cái hoạt động của cái lễ Tết quân dân thì phải nói rằng là thể hiện cái có cái ý nghĩa hết sức là sâu sắc, thể hiện cái sự quan tâm của quân đội đối với người dân trên địa bàn huyện. Chương trình Tết quân dân xuân biên giới đã góp phần tuyên truyền giáo dục, khơi dậy trong cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ nét đẹp truyền thống chan hóa, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc. Một mùa xuân ấm tình quân dân, xuân Nhâm Dần đã rộn ràng trên khắp các vùng biên giới của quê hương Long An. Xin cảm ơn. Cho tôi nghe một điệu đàn guitar, đàn ngân lên mỗi lúc buồn, đàn vang lên cùng tiếng cười đời mơ say. Đến bên tôi đi hỡi người bạn thân ơi, để ca lên nhịp buồn hành, để quên đi nỗi nhớ nhà, để biên cương xa. Phóng sự vừa rồi đã kết thúc chương trình truyền hình Quân khu 7 kỳ này.
Nhân dịp đầu xuân năm mới, thay mặt những người làm chương trình, kính chúc tất cả quý vị cùng gia đình đón những ngày xuân thật vui tươi, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.